khi thằng anh thích đi chơi nhưng lại sợ bị thằng em mách mè. Anh Đức, anh đi đâu đấy? Anh ra ngoài kia chơi với bạn một tí, đi anh về. Em, đừng mách mẹ nhá. Đồ ăn của em đâu? Anh đưa đồ ăn đây, thì em không mách mẹ, lại đi chơi. Thật luôn, uy tín luôn. Đây, anh cho em. Ui, ngon quá, em cảm ơn nhá. Thôi, anh đi nhá. Ơ, em còn để cho anh đấy. Em gọi điện cho mẹ. Thôi, anh đi nữa, anh nghỉ nha. À, em gọi điện cho mẹ mua ít đồ. Ai ốt mà.